Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tiếp theo là phần tin cho hay một người dân Đồng Tâm đã bị bắt trong một vụ khủng khiếp vẫn còn đang nằm bệnh viện. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, trên trang Facebook của luật sư Hà Huy Sơn thông báo, vào sáng cùng ngày 3 tháng 3, ông đã vào dự cung với điều tra viên trong buổi lấy cung các nghi can là người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ngay sau đó, thì ông Sơn đã lên Facebook đưa thông tin về việc ông Bùi Viết Hiểu là nông dân tại Đồng Tâm đã bị nhà cầm quyền Cộng sản khai hỏa tấn công vào rạng sáng ngày 9 tháng Giêng như sau. Ông Hiểu bị bắt vào sáng ngày 9 tháng Giêng và nhập viện 103 cũng như là vào ngày 9 tháng Giêng. Cho tới ngày 17 tháng Giêng thì công an Cộng sản đưa ông về bệnh xã trại tạm giam 02 CA Hà Nội cho đến nay. Ông Hiểu đang bị bó buộc bàn chân vì đã bị vỡ xương sau cuộc đánh úp và ông đã phải mổ hành tá tràng, thủng ba lỗ, đứt hai đoạn đại tràng và phải mổ banh ra để mang xong. Hiện nay thì ông phải đeo túi hậu môn nhân tạo. Ông Hiểu có nhờ ông Sơn nhấn với gia đình của ông là lần sau gửi cho ông 2 triệu đồng và 2 chiếc áo lót. Theo người dân Đồng Tâm thì ông Hiểu cùng với ông Lê Đình Kình là những người có uy tín với người dân trong vùng và luôn quyết tâm phải giữ đất cho đến hơi thở cuối cùng. Vì vậy trong cuộc khai hỏa vào rạng sáng ngày 9 tháng Giêng, ngoài gia đình ông Kình thì còn có gia đình của ông Hiểu đã bị tay sai của nhà cầm quyền Cộng sản mang vũ khí vào đánh úp, giết và bắt cóc ông mang đi. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.